Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với những câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được. Vâng, đó là một tín hiệu đến từ tổng đài 1900-6145. Xin được chào khán giả, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho hai vị chuyên gia tại trường quay. Alo ạ. Alo, em chào chị ạ. Dạ vâng, không biết là ngày hôm nay tên chị đang quan tâm đến lĩnh vực nào ạ? Em ở trên thắng trên nắng Hải Phòng ạ. Dạ vâng. Chắc ngoài chương trình em có nuôi đàn gà hay và em thấy gà có chất lượng tầm nào và em chất lượng ra thì chất trong gà là có cam ăn và tóc cam ạ. Vâng. Và ngoài những cái biểu em muốn hỏi chương trình nhà em gà của em bị bệnh gì và cách phòng nào ạ? Dạ vâng, xin thưa chuyên gia Lê Văn Năm là đàn gà của khán giả 200 con thì có cái hiện tượng là tái màu và khi mà mổ khám thì thấy có biểu hiện là gan đen và thận đen. Không biết là chuyên gia có còn băn khoăn gan đen hả? Vâng. Vâng. Thực ra thì đây là đàn gà của nhà chị bị Newcastle ghép với bệnh đầu đen hoặc là bị vàng cái không đầu đen thì cũng do trichomonas tức là ghép với trùng roi. Thế thì cách điều trị như sau, chị lấy giấy bút ghi ạ. Một là chị tiêm lại vaccine Newcastle, chị nghe rõ không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời chuyên gia. Một là tiêm lại vaccine Newcastle. Hai là uống toa thuốc gồm có tegoridin 15 gram, hepaton 12 gram, kalium là thuốc của người, cái loại 500 mg cho một viên thì dùng 18 viên, tê cúm gia súc 20 gram, giải độc gan thận lách TA 20 gram, tất cả cho một tạ gà ăn uống trong một ngày, dùng 4 ngày, làm đúng hai việc 4 ngày sau đàn gà của chị vỗ tay khỏe mạnh. Dạ vâng, hy vọng là sẽ được như chuyên gia Lê Văn Năm chắc chắn là thế. Tư vấn. Xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ vừa rồi ạ. Và hy vọng là khán giả sẽ khắc phục thành công cho đàn gà của gia đình mình.